Dọn và setup 10 chuồng nuôi ốc mượn hồn sẽ như thế nào? Vừa rồi mình quyết định thay một số bể nhỏ để đồng bộ một loạt bể giống nhau nhìn cho loa quá thẩm mỹ. Lấy từng bé ốc ra rồi lại lấy từng bé ốc vào, thế là hết ngày rồi đấy. Các bể bên cạnh thì cũng tương tự thôi, nên tránh mất thời gian mình cắt luôn, đổi sang một góc khác ở trên, không khác gì. Vẫn là bỏ hết phụ kiện ra và múc cát đi. Trộm vía, ban đầu lưng tôi là dấu chấm than, sau hồi nuôi ốc lưng tôi nó thành dấu chấm hỏi luôn rồi. Tâm linh lắm mới làm được chứ không phải đùa đâu. Hết cái bể cát thì lại tới bể rêu. Bể rêu nhẹ nhàng hơn nhưng lại phải thường xuyên dọn dẹp. Cái gì cũng có ưu nhược điểm riêng. Rêu cũng lột xác được nha các bạn. Nhưng rêu thì không được riêng tư cho lắm, nên cứ phải cách ly. Nếu như ốc có dấu hiệu lột xác mới nuôi thì cứ dùng cát cho dễ mà lại tiết kiệm nữa. Người ta kê bể kính mà cứ ngỡ mình tinh bàn bạc thế này, quay phim chụp ảnh các kiểu. Cuộc đời mình đúng là may mắn các bạn ạ. Làm việc với ai, chơi với ai cũng nhiệt tình và tốt bụng. Tuy đã ra trường nhiều năm chẳng mấy khi gặp lại bạn cũ, kiểu như không bao giờ tụ tập ấy. Đứa nào cũng lo học tập và làm việc, nhưng hễ có đứa nào trong nhóm mà gặp vấn đề gì thì sẽ được giúp đỡ ngay. Cho tới khi ra trường đi làm thuê thì cũng gặp những người chủ tốt, tới giờ làm chủ thì cũng gặp những đối tác tốt. Và mình có một người thương luôn đồng cảm. Hơn hết, từ bé tới lớn dù mình làm gì thì gia đình cũng chưa bao giờ cấm cản. Và được các bạn viewer trên kênh yêu mến mới tạo nên thành công của mình ngày hôm nay. Hai cái chuồng mới ở trên này vài bữa nữa đỡ bận bịu hơn mình sẽ set up thật là đẹp. Thả từng bé một lâu hết cả ngày. Cơ mà nó sẽ giảm thiểu stress cho các em. Rồi cái hội này tụ tập làm gì đây? Ăn cỏ USA à? Chuồng bên cạnh thì cũng tương tự như vậy. Các chuồng cũ mình rửa hết phụ kiện và thay nước xong là cũng quên ấn quay luôn. Thế là kết thúc một ngày của mình rồi đó. Hẹn các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye!